Thì cũng khoảng 2-3 đêm ở Hà Nội. Thì em thì về khách sạn đưa con này về, thì em lên lấy cái ba lô của em gửi cho trợ lý em. Mà trợ lý em thì là bóc bóc bang bang đó. Là thích em. Dạ đó. Thì đủ em vô. Có nhân chứ không là em quăng nhìn cơm ao luôn chứ đâu ngồi đây đâu. Thì trong lúc em lánh nạn thì nó là sự vô tình, em không có tính toán luôn. Nhưng là em gọi điện cho thằng em đến nước mà nó lâu quá. Đợi hồi con này ngủ hồi không hay luôn. Thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn, hai đứa cũng hơi ngủ chả làm gì hết. Mà đêm nó ngủ. Dạ đêm đầu tiên của em rất trong sáng. Rồi đêm thứ hai. Dạ. Đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để lánh nạn tiếp. Dạ đúng có rồi. Lánh nạn không? Dạ mặc dù bão đã hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn. Phải lánh nạn. Dạ đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị. À là em bị giải cứu luôn hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Dễ giải quá nha. Em định cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Và cô này rất hay khen anh giỏi quá. Anh đẹp trai quá. Phải mê đó. Anh to quá. Anh khỏe. Bà ngày nào cũng khen. Dạ thì bà cứ khen suốt vậy. Tự nhiên người mình lúc nào nó cũng không có xâm nhung bộ thận mình cũng khỏe như thường. Dạ em là Trần Minh Quang. Dạ năm nay 37 tuổi. Giám đốc công ty giải trí DMC Sài Gòn. Có làm thêm mảng bất động sản. Quang là một DJ rất là nổi tiếng. Dạ. Dạ thì em làm DJ khoảng được 15 năm rồi. Nhưng mà em sẽ hạn chế lại là không nhận nhiều quá để em dành thời gian em đầu tư. Rồi mời em. Dạ chào chị Vân, chào anh Vin. Em là Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Năm nay em là 31 tuổi rồi. Em làm đạo diễn. Thường là những chương trình về ca nhạc, sự kiện hoặc là chương trình truyền hình. Một hồng một đỏ ở đây em đen thui chị với em á bị lấn nước mà chị ở chứa đâu trình xuống đôi giày của thằng Quang nữa kìa. Trời ơi chết rồi. Kim Tuyến quên không phải Kim Tuyến gay. Thì anh Thuận rất là muốn biết cái mối tình của Nhân với Quang bắt đầu như thế nào. Tụi em gặp nhau ở một cái sự kiện ngoài Hà Nội. Sau Hà Nội thì tụi em có một cái chuyến đi chơi cũng vô tình gặp nhau ở Sapa vào cái đêm Noel. Dạ có tuyết đó, thì nó hơi lãng mạn cho nó. Dạ vậy thì tuyết rơi thì sao Nhân? Lúc mà em gặp ổng á thì thật sự là ổng không phải gu của em. Gu của em là hot boy láng mịn rồi phải lạnh lùng. Thì anh này lúc đó em gặp ảnh là ảnh bậm trợn lắm, đinh ốc tùm lum hết, cái style rất là giang hồ. Mấy anh mà em thích á là phải im im ít nói, mắt hấp hiêm đồ. Dạ. Ngồi nhìn xong mắt hấp hiêm lâu lâu. Như Quang là cũng là thuộc ít nói mà đúng không? Từ ngày quen ảnh xong là ảnh nói hết phần em đó. Thì trên cái chuyến mà đi Sapa đó đó mà em nhớ là 7 giờ sáng đi tới 7 giờ đêm mới tới Sapa. Thì coi như là em ngủ suốt. Còn ảnh thì ảnh nói suốt. Em ngồi sau, Nhân ngồi trước. Thì em không biết làm cái cách nào để chú ý á. Tại vì em cũng muốn tìm hiểu này kia. Thì em chỉ có cách là em chỉ nói thôi. Sau đó thì hai đứa sắp lá cà với nhau như thế nào? Người ta tuyết rơi lãng mạn, em sắp lá cà. Có nghĩa là đợt đó là tụi em lên đó, tụi em thấy được tuyết của Sapa. Trời rất là lạnh. Rồi đi ngoài đường là xe gắn máy thì phải che mà giống như là che cái ni lông. Nguyên cái ni lông. Dạ. Ngồi thì cô này cũng không có cạ nhiều, thí dụ cạ nhiều nó sẽ ấm hơn. Cái ni lông có cạ chút nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà rồi sau cái đêm đó thì sao? Dạ thì tụi em vẫn mỗi người mỗi phòng. Dạ tụi em rất là trong trắng. Xong cái vụ Sapa thì về Hà Nội thì em chưa có ý gì với ảnh hết trơn á. Nhưng mà ảnh cứ vậy ảnh đi theo em hoài. Nhân ở đây ở Hà Nội mấy ngày để anh đổi vé anh ở lại với Nhân. Lúc mà mới quen là em nói em quen anh là cho vui thôi nha. Qua đường đó chứ em không có không có ý gì đâu. Là định quốc ngựa Di Phong đó anh. Em là giống như qua dạy bên đường. Dạ em được cái là nó giả ngây ngô hay lắm anh. Có nghe khi em cưới về mới biết vợ em nó khôn như thế nào. Còn trước đó thì em nghĩ nó dạ. Em lúc nào cũng em không biết gì trơn á. Coi như từ Sapa là đêm hôm đó xong rồi em về Hà Nội đúng không? Dạ. Rồi chồng em dụ em là ở mấy bữa. Rồi cái Hà Nội là đất của em mà. Trai em ở đó hơi nhiều. Cái em hẹn ra cũng hình như là cũng đủ mặt á. Cái ông giấy cũ á, hẹn ra gặp em. Vậy đó. Nó gặp nguyên vàng luôn. Không có biết nhậu mà cũng ráng theo em đi ra quán nhậu. Cái tự nhiên ai cũng tưởng ổng bồ em trơn. Em dắt ra để cho ổng giạt qua một bên. Mà ai ngờ ổng thể hiện sao cái mấy ai người cái giạt hết. Bao lâu thì em chính thức làm chủ nhân của cái bông hoa màu đỏ kia? Thì cũng khoảng 2-3 đêm ở Hà Nội. Thì em thì về khách sạn đưa con này về. Thì em lên lấy cái ba lô của em gửi cho trợ lý em. Mà trợ lý em thì là bóc bóng bang bang đó. Là thích em. Dạ đó. Thì rủ em vô.
có nhân chứ không là em qua nhìn cơm ao luôn chứ đâu ngồi đây đâu. Thì trong lúc em lánh nạn thì nó là sự vô tình, em không có tính toán luôn. Thì em gọi điện cho thằng em đến trước mà nó lâu quá. À, đợi hồi con này ngủ hồi không hay luôn. Thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn, hai đứa cũng hơi ngủ cũng chả làm gì hết. Mà Lan ấy ngủ. Dạ đêm đầu tiên của em rất trong sáng. Rồi đêm thứ hai. Dạ. Đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để lánh nạn tiếp. Dạ đúng. Có rồi. Có lánh nạn không? Dạ mặc dù bão đã hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn. Vẫn phải lánh nạn. Dạ đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị. À là em bị giải cứu luôn hả? Dạ. Trời ơi dễ thương trời quá. Dễ dãi quá nha. Em định cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Sau đó cái tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em cũng mất hết 2 năm 9 tháng. Anh được biết rằng là trước khi đám cưới á, em đưa Nhân đi rất là nhiều nơi trên thế giới đúng không? Trước khi Nhân gặp em thì Nhân cũng ít đi. Tại vì bận quá, cô này cũng làm việc liên tục. Em thì thích đi du lịch, với lại em cũng coi đó là cái mà để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Thì cổ cũng ra một cái lời thách cưới là nếu mà anh dẫn em đi được 20 nước thì em cưới anh. Thì anh nghĩ 20 nước mà trong 2 năm thì em phải bào cỡ nào. Rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Dạ đúng rồi, em bé 4 tháng. Dạ. 4 tháng ở với nhau được 2 năm 9 tháng. Nhìn nhau vẫn còn tình tứ quá. Dạ. Vậy qua có tật xấu gì không em Nhân? Nhiều chứ. Nhiều lắm á. Anh nói nhiều kinh khủng luôn. Vậy hả? Dạ. Em nói chị nghe là chị cứ nghĩ cái đêm đầu tiên đi. Là vô là phải làm gì đúng không? Như ông nói tới sáng luôn á. Là đêm thứ nhiều ông mới làm đúng không? Đêm thứ nhất là ông nói thôi. Dạ. Đó nghe đêm... là em thôi, em làm đại đi để cho mít nói luôn. Anh giờ anh nói vậy là đúng á. Sáng là em dạo lâu quá anh hiểu không? Mà xào luôn. Anh ngồi xào luôn đi. Thôi đừng nói nữa. Xào luôn. Đúng rồi. Đó thì anh biết em là thì em hai đứa ngủ chung. Ngủ chung sáng dậy ông nói tiếp. Ông nói mà ông còn vậy nè. Em hiểu không? Rồi cứ dạy là hai người phải muốn hòa hợp với nhau thì phải sao. Ủa cái gì kỳ á? Ủa em đâu có định làm gì với anh đâu. Mình đánh đá dò đường á. Dò đó. Mình đó. Nhưng mà anh cứ vậy đó, anh cứ đều em. Ông nói riết. Qua khỏi nói nữa không là làm luôn. Ông có nó sợ ngủ. Ngủ giống như cái chuyến xe mà thằng của Sapa đó. Ngủ. Nó mừng cho rồi chứ để ngủ. Con bé thì mê ngủ, còn thằng này thì mê nói. Nên con bé thì ông chạy ngủ. Xe, ông chở đi ăn. Mà ông cứ quay lại, ông nói hoài. Nửa tiếng chưa về tới nhà, ông cứ quay lại, ông nói chuyện. Có một, nói nhiều. Cái này em nghĩ là nên chia sẻ, có nghĩa là hai cái kỹ năng và rất cần cho những người phụ nữ và những người đàn ông luôn, đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng động viên. Có nghĩa là qua cái chuyện của em á thì em mới thấy được Nhân là người rất kiên nhẫn để nghe em, trong khi đó em không tìm được ai nghe em. Không tìm được ai nghe em. Và cô này rất hay khen anh giỏi quá, anh đẹp trai quá, phải mê đó, anh to quá, anh khỏe quá. Ngày nào cũng khen. Dạ thì bà cứ khen suốt vậy, tự nhiên người mình lúc nào nó cũng không có xâm nhung bổ thận, mình cũng khỏe như thường. Đôi lúc đàn ông thì trong nhà họ không được khen nhiều và họ không được lắng nghe nhiều thì họ mới ra ngoài họ tìm người lắng nghe. Cái ở ngoài mấy cô đó thì chẳng hạn như là cứ khen thôi, anh là số một. Anh là rất là dai, anh là rất là dẻo kiểu vậy thì ai khen mình thích người đó. Còn về nhà bà vợ tầm bày bèo quá, kiểu mà cứ chê nhìn mặt anh hiểu cái gì nó cũng vậy, giống như vợ nấu cơm thì chồng cũng phải khen. Chứ không khen thì nhiều khi người ta không biết đâu, làm xong cũng chả được công nhận được để làm gì. Cái đó nó là doping trong tình yêu đó. Ủa rồi sao rồi cuối cùng là có một tật xấu nó nhiều thôi, còn không gì còn cái tật xấu nào nữa à? Ảnh rất là mê điện thoại. Không phải là mê điện thoại mà là mê công việc. Khi mà em làm việc thì em có một cái sự tập trung kinh khủng, có nghĩa là ai nói gì cũng nghe, làm gì cũng nghe. Nhiều khi điện thoại gần hết pin luôn em cũng không biết. Từ 6 giờ sáng là anh có thể dậy và cái thứ đầu tiên anh ra tới là cái điện thoại. Xong rồi là anh sẽ như dậy suốt ngày cho tới khuya mà 10 giờ ok rồi xong việc là lúc ngủ. Nào sợ tới vợ hỏi những cái chuyện ngộ quá, chuyện kệ người ta đi. Trời ơi tôi cầm điện thoại hoài sau 10 giờ đó. Không có, sau 10 giờ là lái ghẻ rồi. 10 giờ là lái ghẻ đang ngủ rồi. Em ngồi kết bên cạnh ảnh, em kể câu chuyện hoặc là em thấy một cái hình gì vui vui em cần chia sẻ. Anh ơi coi nè, cái ổng cứ về em trong điện thoại của ổng không ngó qua. Khoảng 5 phút sau ổng chợt nhớ ra là hình như là em mới kêu ổng. Thì ổng quay qua, hồi nãy em kêu anh gì vậy? Mất hứng, còn gì nữa. Bình thường thì ảnh sẽ làm về nhạc cho các chương trình, thì sẽ cũng cộng tác với nhiều đạo diễn. Còn em mà ngồi làm với ổng là chỉ có khóc thôi. Lý do?
Lý do là ổng không phải, tại vì bà trả lương thấp quá anh. Thực tế là ổng trả luôn á, ngoài trả lương em cao hơn, bên này em làm anh đâu được tính lương, nó phải khó chịu chứ gì. Mà lý do tại sao em phải khóc, vừa không nghe lời vừa phản bác nữa? Dạ em thì chỉnh chu nên em không làm gì qua loa được hết. Nếu mà đủ 10 gạch đầu dòng yêu cầu thì em bắt đầu mới tìm ra đáp án. Còn nếu mà chỉ có 2 gạch đầu dòng thì em không làm. Rồi còn gì nữa Nhân? Hết rồi anh. Còn thằng Sáu nữa không? Tao đang hỏi Nhân mà. Tự chận lại Thảo Hoàng. Hết rồi. Chưa tới em đâu nghe. Chút nữa sẽ tới phần em. Từ lúc em có em bé đó thì nó sẽ có những cái chuyện rất là nhỏ thì, nhưng mà cảm giác giống như là ổng ham chơi á, mình không nói cái là ổng không có để ý. Thí dụ như là mỗi ngày đúng 6 giờ sáng là sẽ bưng con xuống cho bà nội. Thì cái chuyện đó nó chỉ có 3 bước thôi. Bưng con, mở tủ lạnh ra, lấy bình sữa cho bưng xuống cho bà nội. Ngày nào cũng phải hỏi em là bình sữa để đâu em. Trong khi bình sữa thì lúc nào cũng nằm trong tủ lạnh. Em nhớ cái lần đó là cái chuyện mà hút sữa ra và để dành cho con thì thật sự đó là rất là quý sữa. Thì em mệt quá em mới nói là anh ơi anh nhớ đem sữa xuống bỏ tủ lạnh. Ok, 4 tiếng em thức dậy, bình sữa còn ở ngoài, hư mất tiêu. Trời em giận kinh khủng luôn, giận điên luôn á. Có nghĩa là coi như là hay lơ là. Rồi anh hết anh chưa? Đừng hỏi nữa, anh đừng hỏi nữa. Anh Hoàng đây em. Tính em không muốn kể xấu cho vợ em. Ok, em nể, em nể anh. Rồi, em nể anh, ok em sẽ nói. Tính con này thì cổ chỉ thích chơi game. Nó cũng là cái máy điện thoại. Thật sự cái thời gian cầm điện thoại ít hơn cổ. Bà chỉ thấy được em cầm điện thoại chứ bà không thấy được bà cầm điện thoại. Rồi còn gì nữa? Con này cũng tham việc. Tham việc cực kỳ. Có tham công tiếc việc. Là làm đến cái ngày mà đi đẻ cũng còn làm. Có bầu còn có khoảng 5 ngày đẻ vẫn làm việc được. Bực phải tham lên, bên kia làm bên này điều khiển, làm việc từ sáng đến tối mà xong việc á là bắt đầu đi bệnh viện 3 ngày, nằm coi như nhấc cái lưng lên không nổi. Ai cũng ham công tiếc việc hết, đúng không nào? Thì anh thấy á, mình làm nhiều thì mình phải xả stress bằng chơi game đúng không anh? Có lần đó em với ảnh đang ở Tây Ban Nha đang đi chơi, cái em chơi game, cái ổng kêu là em dẹp game đi, hai đứa mình đi ra ngoài còn có mạng nữa để chơi xong rồi rồi đi. Ổng hỏi em vậy nè, bây giờ em chọn anh hay là em chọn game? Chị biết trả lời sao không? Em chọn game. Trả lời luôn, đóng cửa đi ra ngoài luôn, không biết làm gì luôn. Cái chuyện mà điện thoại đó không phải là chỉ có vợ chồng em đâu, gần như bây giờ là vấn nạn của tất cả các gia đình luôn á. Chia sẻ luôn, có nghĩa là mình mở mắt ra một cái đầu tiên á mình nghĩ để tới. Tâm tới phải là cái điện thoại trước. Ngộ vậy đó, là cái tay nó gần như là một quán tính luôn rồi, là cái tay cầm cái điện thoại. Mà chị cũng vậy, mà ông xã chị cũng vậy luôn. Chị đi làm này nè, chị còn bỏ đi được nha chị, nhưng mà với ông này là không luôn. Trong chương trình nè, ngơi ra một cái thôi là Bin phải cầm cái điện thoại liền đó. Ông này cái liều lượng của ông còn dễ sợ hơn chị nữa. Nếu mà mình nói để mà mình thay đổi cái tập quán đó, cái thói quen đó đó thì nó rất là khó. Chị mới nhớ lại là bây giờ con nhỏ gái của chị luôn, mới đây thôi là lúc nào nó phải cần đến chị, nhưng mà gần như là bây giờ khi nó lớn lên bắt đầu nó biết sử dụng điện thoại rồi, là có những lúc bên mình nó quên mình chỉ đến khi nào nó bệnh hay khi nào mà bắt đầu nó ngủ á, thì lúc đó nó mới mẹ ơi nó cần đến mình. Rất là kinh rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm luôn. Thành ra là mình cũng chỉ biết chia sẻ với nhau thôi, chứ mình cũng khuyên được, tại vì mình cũng vậy, mình khuyên ai. Bây giờ sống trong cái thời đại công nghệ này, mình không thể lạc hậu được. Mình phải tiếp cận với tất cả những cái thay đổi, những cái tiến bộ của mọi việc xung quanh bằng cái smartphone đó của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình cũng phải tự biết tiết chế. Chúc cho Quang và Nhân hạnh phúc nha. Rồi, xin chào. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn anh chị. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em là Đức Anh, năm nay 37 tuổi và em đang công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. Dạ, em là Trúc Hà, năm nay 28 tuổi, đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em đang có một em bé trong bụng. Chúc mừng. Mấy tháng vậy? Em bé của tụi em 6 tháng rồi. Rồi bây giờ Đức Anh ơi, em và cô giáo gặp nhau như thế nào? Dạ, nếu như mà không có internet và không có điện thoại di động thì thật ra bây giờ hai tụi em không có ngồi đây. Trong một cái câu chuyện của năm 2015 thì có một trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thì em thì rất là thích cái chương trình này.
cho nên ngồi coi rồi nó có một câu hỏi liên quan tới địa phương là quê của em, đó là thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Sau khi mà xem xong chương trình em cảm thấy là nó không có thỏa mãn được một số cái của mình, cho nên là mình lên mình chém gió trên mạng xã hội thì vô tình kết nối được với bạn này. Bạn này vô comment đúng không? Dạ, nó là một câu chuyện dài, chắc nhờ bạn này bạn kể. Sao em? Dạ thì anh viết là tại sao lại hỏi là thành phố nào có nhiều từ nhất trong số các thành phố của Việt Nam mình á. Ảnh vô anh nói là trời, câu hỏi không phải vậy, không phải là từ, phải là âm tiết. Xong em nghĩ cho anh này chắc phải đồng môn với mình hay gì thì mới có cái sự nhạy cảm giữa từ hay âm tiết như vậy. Cho nên là em rất là tán đồng quan điểm của anh này, tại vì em nghĩ là đó là âm tiết, còn từ hay không là chưa biết. Đó cho nên là em nghĩ là trời, hay quá nè, có một anh này chắc là đồng môn của mình nè, mà đồng hương nữa mà bao nhiêu lâu nay mình không có biết. Xong rồi vô tình thì cứ nói chuyện kết nối qua lại. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi với nhau như thế nào. Thực ra nó cũng không phải là đi chơi với nhau, mà em đưa bạn này tới cái chỗ bạn đi chơi. Thấy bạn này ở Sài Gòn, thế em nói thôi được rồi, để em vào em chở bạn đó đi. Một cái cuốc xe đó nếu bây giờ tính theo Grab rồi chắc cũng phải được 120 ngàn. Dạ. Trời, lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống Bửu Long ở Biên Hòa, xong ảnh quay về quận 9. Thì trên đường đi, ảnh chở em đi trên đường, tự nhiên ảnh để tay lên đùi em. Xong rồi em hết sức lực giật mình á. Nhưng mà sau đó em cũng coi thử là ảnh có làm gì quá không. Thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi. Cho nên là thấy anh hóa ra là cũng đứng đắn. Dạ. Rồi đi xe có thắng nhiều không? Dạ, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Nhưng mà vậy là kết luận là người đàng hoàng. Dạ, đó. Nhưng mà để tay trên đùi thôi, để lâu không? Dạ, như thế này, thực ra là cái lý do em để tay trên đùi nó rất là đơn giản. Nam á, thì em tin vào cái sự mạnh mẽ của Nam rồi, cho nên là em không có để tay trên đùi người ta. Nhưng mà khi chở một cô gái nào đi á, thực ra là gì? Em rất sợ là bạn ngồi không vững hoặc là không gác lên, thì mình để tay đùi mình sẽ cảm thấy là bạn đó có gác lên được cái thành ở phía sau xe hay không, và ngồi có vững hay không, khoảng cách với mình, cự ly như mình như vậy an toàn cho bạn đó chưa. Chú đáo thì, dễ sợ luôn á, cho nên em mới đặt tay lên đùi thôi chứ không có ý đồ gì khác. Đó giờ em đặt nhiều cô chưa? Em cũng không có đếm được hết cho nên là không biết bao nhiêu. Rồi kể từ lúc mà đi xe chở như vậy đó đến lúc yêu nhau thì là mất khoảng thời gian là bao lâu? Dạ chắc vài ngày. Dạ lâu lắm luôn. Hồi đó lúc đó ảnh thả thính em tích cực nhiệt tình lắm, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết đó. Nhưng mà lúc đó tại vì em nghe là anh này hơn em tới 9 tuổi nè, xong em nghĩ là mình thì cũng không thể nào yêu qua đường được, mình quen người 9 tuổi thì mình phải có trách nhiệm với người ta. Thế là em dùng vài ngày đó để em suy nghĩ. Em suy nghĩ có thể có được không. Rồi sau đó cái mối tình của các em nó tiến triển như thế nào? Sau 2-3 ngày. Đó, sau 2-3 ngày. Dạ, dạ. Em có rủ bạn này đi đâu nữa không? Cái ý đồ của em là ban đầu em rủ đi gặp ma. Thì có hai cái địa chỉ gặp ma rất là nổi tiếng. Một là đó, địa chỉ của chị Hồng Vân. Hai là cái gặp ma của sân khấu Thế Giới Trẻ, cũng nơi lúc đó là em đang học á, năm dữ cuối á. Đó, thì khi mà thăm dò thì bạn này bạn nói là bạn rất là sợ ma, và nếu như mà là bạn có thể xỉu tại sân khấu. Thì em mới nghĩ là đôi khi cái thiệt hại mình chưa biết được đường nào mà mình lần đâu. Cho nên là thôi, mình an toàn là trên hết. Do đó là tụi em cũng rủ đi xem những cái vở kịch nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là đi coi phim. Nhưng mà thật ra vô coi thì cũng chả coi đâu. Vô là xong là bạn bình luận không à. Rồi cái lúc mà đi coi phim với coi kịch đó, sao anh ấy có thực sự là chú tâm vào phim không? Ảnh là người đầu tiên dắt em đi coi kịch ở Sài Gòn. Em thấy coi kịch nó có thuận lợi vậy mà cần phải chia sẻ cho các bạn nào đang hẹn hò. Coi phim á, tắt đèn hết một lần và mở đèn một lần. Nhưng mà coi kịch thì không, coi kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng. Cho nên á là thời điểm tới là các bạn có thể tiếp tục rắc thính nhiệt tình ở đó. Có nghĩa là em đi xem kịch thì mình được rắc thính tới nếu mà 5 màn thì mình cũng được 4 màn, đúng không? Dạ, 4 màn, dạ. Tắt đèn chuyển cảnh. Tắt đèn chuyển cảnh phim cái là lần một thôi. Phim nó là thiệt hại. Rồi, ảnh có hành động gì không? Dạ, hành động trong âm thầm lặng lẽ thôi. Em thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Tức là khi mà mình bật đèn xanh cho người ta, khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì gì đấy. Bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, đưa nước mà nước lớn luôn á. Ủa rồi là bây giờ hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em được hơn 2 năm. 2 năm rưỡi. Hơn 2 năm rồi, bây giờ đang có baby nữa. Dạ. Thì suốt 1 năm đầu mà lấy nhau hôn nhân á, là tụi em có cái cọ sát về tính cách á, về cái tôi của nhau á, nó có dữ dội không? Dạ, thực ra là chỉ có một vấn đề là bạn có kế hoạch
mà bạn không bao giờ chia sẻ 100%. Và khi chỉ còn 30 giây để diễn ra kế hoạch đó là bạn thay đổi. Đó. Ví dụ hôm nay mình ăn gì, em cũng không biết nữa. Ăn bún bò được không? Bún bò được á anh. Rồi xong, tới ngay trước cổng quán bún bò. Hả? Mình chuyển qua mình ăn phở nha. Đó. Thay đổi. Mà nhanh lắm, Duy chưa tới phở. À hay là mình lại cua ngược qua mình ăn cơm đi. Dạ, thì nó xung đột ở cái chỗ đó thì nhiều lần cũng hơi bị nổi nóng. Nhưng mà cái đó nó coi như mình có thể xếp vào đó là cái tật xấu đó, gọi là thay đổi bất thường ấy. Mà thay đổi hay như thế này nữa là cái con đường đó bạn không có biết đâu. Nhưng mà trong cái cảm tính bạn vợ em á thì bạn nghĩ là bạn biết. Và bạn chỉ nhiệt tình. Đáng lý đi thẳng thì bạn kêu cua trái quẹo phải. Và khi mà gặp một con đường cục thì bạn nói: ủa em đâu có biết cái gì đâu. Thôi rồi, rồi vợ em hay ghen. Dạ thật ra em nghĩ cái đó không phải ghen. Nhưng mà có một cái kiểu rất là khủng khiếp là hễ mà có một cô gái nào úp cái một cái tấm ảnh nào đẹp đẹp lên, hoặc là em úp một tấm ảnh nào lên mà một cô gái nào đó vào khen, thì giờ em ngay lập tức ở dưới là sẽ đưa một cái comment bóc phốt, hoặc là lưu sẵn những cái ảnh dìm hàng của em á. Ví dụ như là em đang làm một cái tư thế khó đỡ, em đang ngủ hay là em đang cạo gió mà bị ấy rồi gì đó, là sẽ lưu sẵn những cái ảnh đó. Đến cái thời điểm một cô gái nào đẹp đẹp mà vô máy một cái là: đây xin gửi người chồng. Một cái bật lên là coi như mất toàn bộ những cái đây xin gửi người chồng thôi, là bên kia là tự dùng bao nhiêu hình ảnh là coi như là biến hết. Em mặc bộ vest này lên thì bạn có thể chọn ra một cái tấm ảnh là em rất là bằng mặt cái quần lửng rồi đang la như một cái thằng khờ trong một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vậy chẳng hạn. Vậy là bạn up lên để minh họa là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bóng bẩy như vậy. Bóc phốt chồng. Cái này thì đối với chị lại không phải là tật xấu mà rất là thông minh trong vấn đề chị chồng. Trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng á, có trơn tru, có thuận thảo, có hòa hợp không? Dạ thực ra là năm nay tụi em là tròn 2 năm sau ngày cưới thì tụi em mới có em bé. Rồi gần 1 năm thì tụi em đã sẵn sàng rồi, nhưng mà hơn 1 năm sau đó thì không có dấu hiệu tích cực chuyển biến. Chồng em nói em là không có cầu thị các anh chị. Em dùng cái từ nó hơi bóng bẩy một tí. Thực ra em không có nói thẳng như vấn đề, không có một thái độ cầu thị đúng mức trong cái chuyện gần gũi với chồng. Dạ em chỉ kết luận như vậy thôi. Dạ tại vì cái là sinh hoạt của ảnh á, công việc của ảnh hay thức khuya, mà em thì hay đợi. Em đợi đến khi mà ảnh lên ngủ cùng thì em cũng buồn ngủ rồi. Dạ em hay lấy lý do là hơi tức là cái đồng hồ sinh học của hai người là không có khớp. Dạ không có khớp. Ảnh không có khớp được với ai đâu chị. Em nghĩ là khi mà tiên trách kỷ thì hậu trách nhân, nghĩa là tại sao ngủ cả ngày rồi mà vẫn tới giờ đó vẫn đi ngủ sớm. Đúng không? Gì nó nói cũng được hết trơn rồi. Rồi em cũng đặt lại ngược lại, nhưng mà em không dám nói ra sợ lại sức mẻ tình cảm vợ chồng, cho nên là lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu thôi. Có gì bữa nay em mới nói ra đó. Dạ, bữa nay nói canh ra lên truyền hình em nói luôn. Dạ thôi Trúc Hà, bữa nào ngủ cho đã tới tối thức cho anh. Dạ không, nhưng mà em thấy anh nó cũng đúng, tại vì khi mà em tỏ thái độ cầu thị thì em có con thiệt. Thôi bây giờ nói chung là đã cầu thị rồi đúng không? Rồi bây giờ tới em đó Trúc Hà. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ thì đó em nói là ảnh có cái nhịp sinh học á, nó không có bình thường. Và có một chuyện nữa, nhà em thì em hay đùa với mọi người là đây không những là bạn đời mà còn là người anh, người thầy, người cha. Hỏi sao vậy? Tại vì em không giữ tiền. Tại vì em thứ nhất là em tiêu xài cũng hơi hoang phí. Cái thứ hai là tại vì em thấy ảnh lớn em á, cho nên là em thấy có một sự tin tưởng. Cho nên là tiền trong nhà là ảnh giữ, thì ví dụ như lâu lâu em hết tiền cái ảnh lại cho em ít. Dạ đó, mỗi lần anh cho thì anh thấy giống như là ba em cho em vậy đó. Dạ đó. Còn gì nữa không? Nói chung là anh đi làm với sinh viên nhiều quá, làm với tuổi trẻ nhiều quá, ảnh có bị trẻ hóa không? Dạ ảnh bị trẻ trâu á. Trẻ trâu rồi, anh né cái từ anh né cái từ của Nhi đó em. Dạ tại vì á, em á học ngôn ngữ học xong rồi em kiểu như là em không có thích dùng tin code đó, nhưng mà chồng em thì lại rất thích dùng tin cố ka rồi ai hi rồi ai lớp you bạc bạc đồ kiểu vậy. Trời đất ơi, em không tưởng tượng được luôn. Chị cháu con nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó Đức Anh. Rồi nhân đây thì bây giờ mong muốn Đức Anh thay đổi điều gì? Dạ em nghĩ là ảnh cứ như vậy là được rồi. Dạ em không có mong muốn gì hơn hết á, ảnh cứ hài hước vui vẻ rồi ảnh biết rất biết quan tâm mọi người, cứ như vậy thôi là khoái em không, vui anh? Rồi dạ rất là khoái, cho nên em nghĩ là em không có chọn vợ nhầm. Em có mong muốn vợ thay đổi gì dạ không? Em chỉ mong muốn là vợ sức khỏe của vợ em á là sẽ luôn luôn nó tăng lũy tiến hơn, và làm sao thứ nhất là cái lịch sinh hoạt sẽ ổn định hơn, cái thứ hai là sau này cũng cầu thị hơn, có sức khỏe thì mình mới có sự cầu thị. Thì đó, bây giờ thực ra là đã cầu thị rồi mới có kết quả đúng không? Nhưng mà nói nghe nè, những cái bạn mà đã từng có những lúc không cầu thị á, thì là cái nội tiết tố nữ trong người sau khi sanh á em,
nó sẽ thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái chuyện cầu thị hay không cầu thị. Thành ra là em phải theo dõi kỹ. Khi mà cổ sanh xong thì em sẽ phải rà thử coi là cổ có thuộc trong những tiếp phụ nữ mà sẽ bị thiếu cái nội tiết tố nữ sau sinh hay không. Rồi là tránh cho cái chuyện mà bị cảm giác là bị bỏ rơi, sẽ dễ trầm cảm. Hai cái đó mà nó trộn lại là coi như là em khỏi mong muốn cầu thị luôn đó. Là tự xử mình ơn luôn đó. Không, à, nghĩ là chị nhắc chị đó nghe. Dạ, cảm ơn chị. Chúc cho hai mẹ con, mẹ tròn con vuông đúng ngày khai hoa nở nhụy. Và các em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, chia sẻ nhau và hạnh phúc mãi mãi trọn đời. Cảm ơn tụi em nha. Chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, nghiệp em lái xe và em đến từ Nghệ An, giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Năng Khiếu, năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Quê thì ở Bình Thuận nhưng mà sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên gì thấy ghét vậy, tên Huỳnh Thị Năng Khiếu. Đi đâu ai cũng mất cái tên hết, nhưng mà hỏi mẹ thì mẹ kêu ba mẹ đặt cái chứ mẹ cũng không biết. Không biết là cái mối tình này nó sẽ bắt đầu từ đâu nè. Thì người ta đi xe của ông này. Ủa, em là lái xe tải hay là xe gì? Dạ xe hồi xưa là đi chở sếp đi tỉnh, giờ bây giờ quay về lái xe tải ra thành phố. Vậy là tôi đoán trật rồi, chết quất luôn. Thôi bây giờ nói đi. Có chị kia, chị làm cùng cho số điện thoại vợ em. Nhỏ đó nó dễ thương lắm, mày đi tán thử tán coi. Hẹn vợ ra công viên này là gặp vợ, hẹn vào quán cà phê. Rồi em gặp vợ em thì là cái ấn tượng đầu tiên của em về cô gái này như thế nào? Hồi xưa nhỏ con lắm, nói cũng nói nhiều á. Gặp ảnh thì nói chung là to cao cũng đẹp trai, nhưng có cái điều là hồi đó răng còn bị xuống. Ảnh ít nói lắm, đi chung với anh kia nói không à. Anh kia hỏi tên tuổi ảnh cứ ngồi mím mím, anh cười chứ không dám cười rộng nữa tại xấu hổ. Cũng thấy được thì vì thấy tánh hiền mà cái mặt cũng hiền thiệt. Mà chị không biết sao mà em tán được cái cô này hay thiệt á, tại vì lúc nào em ngơ ngác vậy nè, em ngơ ngác. Có nghĩa là khi hai đứa gặp là chắc mình cổ nói thôi. Còn em cứ ngơ ngác em nhìn vậy thôi đó phải không? Anh hỏi thiệt em, từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ em có bao giờ gây lộn với vợ em không? Có chứ, nhiều lắm. Gây lộn có bao giờ thắng vợ không? Dạ không, thua không à. Thua chắc luôn à. Tại vì lúc đó ảnh cũng hay ghen lắm. Em thì cũng coi như ảnh là người đầu tiên, nhưng mà trước đó thì có cái anh kia là mới tìm hiểu vậy thôi chứ chưa có tính chính thức quen gì, cũng thiệt tình kể cho anh nghe. Mà mỗi lần ghen tuông là cứ đập điện thoại, tánh gì chứ mà nóng lắm, đập điện thoại lúc quen chắc đập 7-8 cái á. Là tụi em quen nhau cũng 5 năm hả? Dạ đúng 5 năm. Cưới được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 2 năm 3 tháng. 7 năm mấy rồi? Dạ. Tụi em có sống thử nhau không? Có, quen được khoảng gần 3 năm là sống chung. Nhưng mà sống chung này là sống chung với chị gái của em, cả hai gia đình đều biết hết chứ không phải là sống mà lén lút. Nhưng mà ai là người gợi ý cho cái việc sống chung với nhau? Mẹ vợ mới bảo là ấy thôi thì lên hai đứa ở chung đi, đây là ấy là có chị là chị nữa là cho nó đỡ tiền phòng vậy thôi. Vậy đó. Dạ. Dọn chung ở chung vậy rồi có đi quá giới hạn không hay là cũng cứ rề rề vậy đó? Rất là rè thôi anh chị à. Nói chung là lúc đó vợ khó lắm, không có cho đâu. Nhưng mà tụi em còn rất trẻ mà, đúng không? Dạ. Sao mà không háo hức? Có chứ anh được. Nhưng mà sống chung với chị gái mà không phải là sống với nhà, mà sống trong cái phòng rồi mọi gái là chung với nhau hết, không có riêng biệt được. Thì chị cũng lâu có đi mà. Quen 5 năm, sống chung 2 năm thì mới cưới, thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả. Em đẹp là không có gì luôn á hả? Dạ, sống không chung khều, với chị gái anh có khều khều móc móc gì không? Dạ có khều chứ. Nhưng mà cũng làm nóng lên rồi cũng giận rồi thôi, không làm được gì cả. Giờ biết tại sao nhỏ ít nói với ngơ ngác hoài. Vợ em nóng tính lắm, thấy là em làm cái gì là sàng sàng là quát lên à. Trong thời gian đó thì hai em có những cái biến cố gì xảy ra? Biến cố mà coi như là xém, coi như nghĩ là chia tay luôn là vì anh có người thứ ba. Wow. Dễ sợ. Trong khi anh này lù đù vậy đó mà ảnh vác cái lù cái lù thứ ba. Ghê thiệt luôn. Hay là vì em ức chế là em thèo nó hoài không được, em nổi điên em có người thứ ba cho rồi. Không phải, lúc đó thì vợ em cũng đang lúc hay giận nhau á, hai đứa hay cãi vã nhau lắm. Xuống dưới xóm thành gặp được hai nhỏ kia em quay lại em bảo là bảo thích em rồi. Một đợt đó về Nghệ An thì em cũng nhắn tin qua lại, sau em mới chạy từ Nghệ An ra Hà Tĩnh qua rước về Nghệ An rồi chơi mấy ngày Tết luôn.
Là rước hai bé đó. Dạ, rước con nhỏ bé à. Rước nhỏ, một bé. Dạ. Nhỏ thích ảnh đó. Vậy mà dạ. Em nói không có gì. Không, thì rước về có ngày à. Rước về có ngày xong đi ăn uống, đi nhậu nhạt với bạn bè xong rồi trở về lại. Sao vợ biết hay vậy? Mà đợt đó thì tự nhiên linh tính làm sao vô tra cái số điện thoại của ảnh. Thì thấy sao hay nhắn tin gọi điện cho cái cô nào mà sau 1-2 giờ đêm ấy. Nhưng mà lúc em biết thì cũng là xong xuôi hết rồi. Lúc đó thì em cũng có gọi điện cho cô đó. Thì em cũng nói là em là người yêu của anh Quyền 4 năm rồi, vậy đó cũng tính tới chuyện cưới hỏi này rồi. Thì cô đó cũng nói là lúc quen cô là anh Quyền nói anh Quyền chưa có người yêu. Có quen, có người yêu rồi nhưng mà chia tay rồi vì bố mẹ không thích quen xa. Anh nói như vậy ấy. Cô đó có kêu là nếu như mà quen 4 năm mà anh còn nói dối chị tới mức độ như vậy thì chị phải nên coi lại đi. Đúng là cô đó cô dán thêm một câu tháng luôn ấy. Em nghĩ là thôi rồi, em bỏ luôn á, em không quen nữa đâu. Em sốc quá, nhưng mà tới hồi em về quê thì cũng năn nỉ rồi điện giống như cái duyên cái nợ cái số sao rồi chấp nhận bỏ qua tha thứ làm lại từ đầu. Rồi sau đó còn chở cô nào nữa không? Dạ không, từ hồi cưới giờ thì không, có chuyện ghen tuông đồ hầu như là em có. Quê cái thời gian mà dẫn nhau về quê đấy, có cái anh ấy gần nhà cũng thương lâu rồi, nhưng mà em thì em có, em quen ổng thì em cứ nghĩ tới ổng thôi chứ không nghĩ tới ai khác. Anh cũng ngỏ ý là muốn thăm nhà rồi cũng muốn cưới này kia. Lúc mà nếu như mà ảnh mà không kêu bố mẹ xuống cưới thì chắc em cũng nghĩ em buông ảnh rồi. Ảnh kêu bố mẹ, lừa bố mẹ vào từ ngoài Nghệ An đặt vé máy bay vào, hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi vậy thôi cũng đồng ý cưới luôn. Bố mẹ với bác xuống vợ có đồng ý cưới đâu? Bố mẹ cứ nghĩ là em với ảnh là đồng ý với nhau rồi, quyết định cưới rồi. Thì lúc bố vào bố đặt vấn đề cưới như vậy thì em mới nói thẳng ra là em chưa có đồng ý. Tại vì công việc chưa ổn định, em nêu nhiều lý do lắm. Thì lúc đó thì bên nhà trai cũng tỏ vẻ không được vui ấy. Em cũng nghĩ kỹ, nếu bây giờ mình không đồng ý cưới mà trong khi bên nhà trai người ta đã sắp xếp hết rồi, rồi ảnh lại nói là thôi em đồng ý cưới đi, thì em cứ nghĩ là chắc là anh này ảnh tu tâm rồi, giờ biết lo cho gia đình mới vậy thôi, rồi đồng ý cưới luôn. Như vậy là cái đêm tân hôn rồi có loay hoay rồi có trắc trở hay là ngơ ngác? Về quê vợ đám cưới là lo ăn, qua rồi nhậu nhẹt xỉ rồi cũng hết rồi còn làm gì nữa. Chả có đêm tân hôn luôn. Cưới ở ngoài Nghệ An là ở đó 5 ngày xong rồi vào thì em đổ bệnh xong rồi sau đó mới có. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ hết sức luôn. Gần 6 năm trời đó. Rồi có vui không? Tàn sát rồi có trả thù cho nó. Tàn sát. Bánh nhà lồng nóc chợ đi. Em cuồng như khi vợ em không cuồng lắm đâu. Có mình nên em cùng nghiệp. Dạ đúng rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Bắt ta chờ gần 6 năm trời xong rồi không cuồng nhiệt là sao trời. Nhỏ ngơ ngác. Rồi em có bị sốc khi mà vợ em không cuồng nhiệt không? Không, em cũng bình thường vậy à. Em bớt cuồng nhiệt luôn. Dạ là quen rồi. Tại vì cái đó nó xảy ra thường xuyên rồi cho nên mình cũng rất thùng chai luôn rồi. Tới giờ luôn ạ? Dạ đúng rồi. Cũng bây giờ như là có con nhỏ rồi á. Giờ những cái... lâu lâu về khi như vợ chồng có cũng được không có cũng được, tại vì đi làm về mệt mạnh ai người ấy sống người ai người ngủ rồi thôi. Khiếu có thấy cái việc đó nó làm cho cuộc sống nó bị đơn điệu? Dạ cũng có chứ à, nhưng mà tại vì có nhiều thứ nó ép mình tới như vậy á, nhiều lúc cũng muốn thay đổi, cũng muốn nó vui hơn, nhưng mà giờ con cái đủ thứ nó lo hết cho nên là cứ vậy nó cứ đi. Nhưng mà em có thấy là đôi lúc em tủi thân về cái chuyện đó không? Dạ cũng có chứ. Có. Rồi em có nói với chồng không? Dạ có nói. Rồi chồng nói sao? Dạ thứ nhất là còn con nhỏ mà còn công việc nó đi nữa rồi thôi. Về nhiều khi như cũng mệt, nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi. Dạ nó quen rồi không thay đổi được, cứ vậy thôi là được rồi. Gì lạ lùng súng vậy? Rồi bây giờ sao? Rồi sống với nhau thì bây giờ thấy những tật xấu của nhau như thế nào? Ảnh thì vô tâm, ít nói, mà đặc biệt cái là mê game, mê điện thoại. Kêu anh ơi giữ con, là cứ tay bấm điện thoại tay con. Chơi sao không biết. Con té từ nệm té xuống, con khóc tím mặt tím mày chạy lên hỏi ủa anh con bị gì vậy? Không sao hết, không có gì hết, không nói cho mình biết lạ con bị té như vậy đâu. Xong sáng ngày mai dậy thấy cái đầu con u nguyên một cục trà bá vậy. Rồi vô tâm với vợ, đặc biệt cái là vợ buồn, vợ khóc gì mặc kệ, gây lộn là cứ bỏ đi, để vợ ở nhà một mình. Đi ra banh cũng đi, đi nhậu cũng đi, để vợ nhà khóc gì, hình như là không có đặt cái tình cảm của gia đình lên nhiều. Anh sống hình như là giờ anh nghĩ cho cái tôi của anh vẫn nhiều hơn. Mà tới Quyền đó em, vợ em có thật xấu gì không? Em làm gì sai cũng vậy, em bảo em làm gì mà không vừa ý là cái bắt đầu là la lên liền à. Nhiều khi bảo em làm á, nhiều khi em cũng làm biếng em làm đó. Làm là không vừa ý là bắt đầu là la là chửi xùm lên. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính lại một chút thôi. Em mong muốn Quyền thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn anh để tâm tới vợ nhiều một chút, thương con thêm một tí nữa. Chứ còn hờ hững với vợ con lắm. Chị cảm giác giống như em có một cái thế giới riêng của em hay sao á nha.
coi là khép kín lại á, đúng không em? Em không có cái nhu cầu tâm sự, không có nhu cầu bộc lộ với ai hết. Dạ đúng rồi, thì làm về chỉ biết ăn xong rồi đi ngủ thôi. Là đã ít nói chuyện rồi lại ít cái quan hệ nữa, quan hệ vợ chồng á, em hiểu không? Dạ. Thì nó sẽ rất là nhanh dẫn đến cái chuyện là sống như hai người bạn. Dạ. Mới đầu thì là hai người bạn thân, về sau là hai người bạn không thân lắm. Rồi đi đến cái vấn đề là giống như hai người bạn mà nó gần như là người bạn xa lạ đó, kiểu hai người bạn vậy. Thân mà thân ai nấy lo. Ờ đó, tức là nó sẽ rất là dễ dẫn đến trường hợp như vậy. Thành ra là tụi em phải cải thiện cái mối quan hệ như quan hệ vợ chồng này. Dạ. Còn nếu tụi em không thể như thế được. Dạ, em cũng mong là sau cái chương trình này, nhờ có sự góp ý của chị rồi lên đây vợ nói những gì mà mấy lâu nay mọi giữ trong lòng ấy, hy vọng anh sẽ thay đổi được. Ừ, dạ. Phải cải thiện thì cuộc sống vợ chồng mới chất lượng được. Ừ, bắt buộc. Dạ. Nghe cưng. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị. Xin chúc hai em sẽ cải thiện được thành công. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi.